Chào các bác nhé, hôm nay em lại đi soi điểm này các bác. Đi soi vạc tiếp. Hôm nay đi rình tới một đàn vạc tầm mười mấy đến 30 con. Nó ngủ ở đây. Nhưng mà buổi tối đi soi vạc khó lắm các bác ạ. Nó hay bay lắm. Cứ đi xem có được không thôi. Nó ngủ ở khu này. Kiếm đường vào đi. À, đi vào khó lắm. Đi vào đây chắc không được đâu. Đi xuống đây sẽ có đường không nhỉ? Vết chân nó đầy rồi. Rộng quá là đi không nổi đâu. Sao bữa nay rộng thế nhỉ? Đi đường nào được? Lên đây được không? Ui giời, đường này rộng quá các bác ơi. Đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ? Đéo nghe thằng bạn này. Thần. Đâu? Có lẽ hẳn lên đi. Mày thấy chưa? Đây, ở đây. Nó thoát đâu rồi? Ở nhỉ? Từ từ. Để tao nháy đất đèn kia xem nó nhé. Rồi. Đấy. Hay là không phải kia? Phải là anh đi. Cái móng nó cái gì à? Như vậy như là còn thấy cái móng đó. Ở kia, im móng phải xách kia. Ừ. Coi qua bên này đi. Thấp quá đây ạ. Nó rụt vào trong rồi nhỉ. Cái móng nó còn lại ra nhỉ. Phải cái móng kia không? Phải, phải, phải. Phải cái móng. Làm gì mà cho nó to hết cái móng này. Chú chú vào. Còn nhiều. Mà mình không biết nó mình đến đây là để đi được rồi. Đấy đấy, cái này có phải đâu. Đây đâu. Đây đây đây, có cái phản phản đã. Hay là xương. Không, nó không phải. Bụt mà. Cái móng nó còn dài ra kia kìa. Đấy, con thấy cái đầu mình. Phải thấy hết cái đầu mà. Nó lại thọt vào rồi. Mình xuống một tí xem mà xuống nó lại thấp.
thử thử đi, vào đây thử đi đi. Thử chờ cái móm nó xem. Nhìn. Đâu? Đây. Ví dụ đây là mình căn trở xuống dưới một tí nhỉ. Nãy còn thấy nguyên con nó mà nhỉ. Nhưng mà nó ở kia. Này không không soi được ta chưa. Nãy còn thấy cái con này, còn thấy cái đầu của nó lên mình luôn nhỉ. Mình thấy cả cái cổ của nó luôn nhỉ. Trời đó. Phải kêu móp nó rồi. Tập về được không? À. Chắc được ở đây nhỉ. Không, không phải à. Chim gì? Một phát nữa xem. Đây cái móng nó dài thì nó phải ra tầm đây. Ừ. Đi nè, té phải à? Chả hay là nó chui vào trong rồi. Đây, té phải. Té phải được. Nhưng mà nãy con vạc thật mà. Ừ, nãy con nó thật mà. Thì ai bảo không phải đâu. Nhưng mà bây giờ ít kia là té phải mồm nó rồi nhỉ? Giống nhỉ? Ăn thì giấu hết rồi. Nói là cũng đậu trước kia. Đây các bạn. Bọn em đi soi đêm. Và nó cái gì cả. Từ từ ra. Đây 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 đây. Đây đâu? Đây đây đây. Đây này đây này. Đây này đây này. Sao mà bắn được. Vụt đi vụt đi. Lấy cây thằng hậu đi vụt hậu. Để tao. Ờ. Đây 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 đây. Cắt tới to đấy. Ôi, từ từ thắt được vào. Cắt tự với thỏ vậy. Cậu gà là cái đúng à. Còn một con dưới này nữa. Chính tỏ là không biết vụt đâu. Cái cây thì nhìn là hành tráng lắm. Đây. Các bác đi kiếm. Đi soi đêm thấy cái tụi chim cu. Lấy cả tổ ấy. Còn một bầy chim nhỏ bên này nữa các bạn ạ. Ở cây bên này. Đu. Nhiều lắm. Chim gì đấy? Đang có việc làm, kiếm tổ chim nuôi. Chim cu nuôi cũng sướng mà. Nhưng mà tao không nuôi chim cu đó, tao thấy tao nuôi cho vậy đi bỏ bao này thì xuống nó mới lấy cầm này chứ. Sao bằng này đây các bạn. Con này là nuôi chim cu tốt nhất. Đúng. Vừa đẹp luôn, kiểu này nuôi là đúng vừa đẹp đấy các bạn. No. Nó vừa mới ra lông, nuôi từ nhỏ thế này nó lớn lên nó đỡ sợ người. Ừ. Bắt đầu luôn đấy. Từ từ, đợi anh em nữa. Ui, bài hết rồi, còn một con. Ui. Ôi dồi. Ờ, áo ấy. Ui, nó bị loạn rồi. Mày xuống chúng mình đấy. Nó đậu trên đây rồi. Tốt rồi, tốt. Đây, đây, đây. Vụt đi. Cứ vụt vào đi. Đây. Buồn à, làm chim cu bay hết. Tại mình gọi chim sẻ. Vinh xoay cho nó Vinh. Đứng bây giờ. Ô rông. Đấy. Nó đấy. Đấy, ở đấy đấy, nó. Chúng ở đấy. Bạn để dùng cái nào cũng trúng. Thời gian nó vỡ. Ôi, mít. Nãy ăn mai thật. Vẫn ăn vào trên á. Không biết nữa. Giống còn dễ. Phi là dè. Đây các bác, hôm nay được. Con này. Một con.
con có không? Hai con. Bố có con to bằng đấy. Đi rồi rồi. Mày làm ngồi cho tao chụp ảnh cái. Không. Đấy, con này còn sống. Ba con tạo dáng tí. Được ba con rồi các bạn. Đây các bác, giờ đi săn bây giờ. Săn đêm rồi, bây giờ thui rồi. Vặt lông ra tí là làm nồi cháo xem. Cháo vạc xem ăn có được không các bác. Con này là con vạc phải là con cò. Chưa được ăn lần nào. Cháo vạc. Tầm bộ cười khỉ thế này nghe có vẻ hấp dẫn đi. Đói đói rồi. Con kia là con to nhất rồi. Con biết nhất đấy. Chắc phải đùa đâu. Lần hậu này, lần hại. Được rồi, cái này bên trên thôi. Chủ yếu là làm cái lông tơ của nó đi hơn. Không được, chạy nhiều mỡ quá. Ta lấy đồ ra ngoài hết rồi nhé. Ra mổ rồi băm ra thôi. Có thú chưa? Chưa. Chờ chừng cứ cóc cóc con nữa không được. Và xem này, băm nè, mịn nhá, băm nè mịn rồi. Làm từng giai đoạn các bác ạ. Càng mịn thì nó càng tốt thôi. Mình ăn mình đỡ phải nhai thế. Có cái máy xay giống cái máy xay sinh tố vậy nhỉ. Mà nó xay được vậy nhỉ. Xay thịt đấy. Cái máy xay thịt xay được. Thì sướng nhỉ. Nó mịn. Mới còn trẻ mà đã thích lấy cái tô. Xong một con là bấm qua một lượt nữa. Tí bấm qua một lượt nữa chứ. Hơi bị nhiều nước đấy nhỉ. Thì nó đã kẹt vào ngay. Thì chủ yếu là nước thôi nhỉ. Cái nồi này một lon không được nhiều điện. Không, một lon là ít thôi cả. Hai lon mới được nhiều. Tại một lon nó đơn nở mấy đâu. Một lon vẫn nở chứ. Lon dưới là được cả nồi đã kẹt rồi. Nhưng mà không phải cái nồi thế này nó to hơn rồi đấy. Cái nồi gan kia. Cái nồi này. Cái nồi đấy, gàng. Nhưng mà nấu cái nồi này sai lầm lớn rồi đấy, có khi à. Ta bảo đặt chuyển nồi thôi nhỉ. Không đặt đâu cả. Chắc không đặt. Một lon được mỗi thằng 2-3 cái mấy. Một lon dưới thì lon dưới là đặt. Nhưng mà tùy theo ta biết được nhỉ, nhòi cái kiểu nhỉ. Mà không biết cái nhòi nước đâu. Nếu mà đúng được cái nồi là ăn đúng vừa này. Thì được cái nồi này rồi cơ. Cũng đẻ được mấy rồi cơ. Để lâu nó mới nở, còn mới thế này sao nó nở. Đây các bác, lấy cái này bỏ vô xéo nhé. Nó mới nở. Nhưng mà mày đã không bé là nó không nở được rồi. Đây này các bác, mình thịt này thì mình bây giờ mình lấy về xào thôi. Xào nó thật khô vào. Rồi mình bỏ thêm cháo. Mình lấy cho nó gì.
cũng chưa được ăn loại này đâu. Nghe họ nói là người mình sẽ làm thịt xem có thành ăn. Các bác cái xong rồi, thơm rồi. Thấy cái mùi nó thơm. Đây, bây giờ bỏ trong cái nồi cháo này. Xong là bây giờ chúng ta nấu như lại đậy cái vùng vào nó, cái nắp vào nó, xong đợi nó chín rồi.